Mày đấy, mày đấy. Mày đấy. Đấy, đây nha các bạn nha. Một ok một thì ạ. Rồi. Ok được rồi. Đặt xe. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Yeah, ngày mới chúc cả mọi người vui vẻ nha. Đấy các bạn ơi, hôm nay mình chuẩn bị cho mỗi anh em một nồi lẩu bạn nhá. Anh à. Đấy. Và một set lẩu bạn nhìn này. Đây là lẩu gà bạn nhá và bò rau các kiểu bạn ạ. Thì các bạn ơi, hôm nay mình tiếp tục sơ đi thử thách ăn lẩu siêu cay theo cấp độ xí ngầu các bạn nhá. Là nhau chưa? Đấy, là như thế này. Đấy, đầu tiên chúng ta các bạn ạ, thả cái xúc xắc này nó hiện lên cái mặt lào các bạn nhá. Thì tương đương là chúng ta sẽ phải được cái thìa đấy các bạn ạ. Đây, để cái thìa để làm gì thì các bạn. Bây giờ đầu tiên là mình chọn thìa nhá. Đấy, thìa đầu tiên là cái thìa số 1. Nếu mà xúc xắc lên là hiện số 1 là thìa 1 2 3 4 5 6 bằng số lượng cái xí ngầu này, hiểu chưa? À, hiểu rồi. Khi mà đã có thìa rồi thì chúng ta sẽ lại thả cái này các bạn nhá. Đấy. Nó hiện bao nhiêu cái mặt này lên thì chúng ta tương đương với lại múc bằng đấy cái thìa cái này. Và quả ớt đây là bột. Đầu tiên là bột ớt các bạn nhá, múc bằng lấy thìa các bạn nhá. Sau đó là quả ớt này và thìa sam rang. Yeah. Hiểu chưa? Yeah. Cày lắm đấy các bạn. Rồi. Và phần thưởng mình trao người thắng cuộc trong trận chiến ngày hôm nay các bạn nhá. Khi mà người chơi ta đã chọn topping cay cho mình rồi sẽ là 500 đô. Yeah. Có phạt không nhỉ? Không mình có phạt các bạn ơi. Đương nhiên là có rồi. Ăn cay này lắm các bạn nhá. Để hạ nhiệt đi thì úp mặt vào thau nước đá các bạn ạ. Yeah. Hai phút các bạn nha. Rồi, thì các bạn thấy video mình hay nhớ like và chia sẻ video của mình các bạn nhá. Bây giờ người chơi đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Let's go. Đấy người chơi ta đổ gà đổ bò đây để bốc thăm nhá. Ok. Ok. Đấy các bạn ơi, đổ gà vào nhá. Gà bò không đủ vào hết. Cho ngô trước này các bạn này. Rồi. Ui. Cho ngô trước này các bạn này. Cá bò luôn à? Cá bò luôn. Cái thì chín ăn trước vào. Rồi. Đầy quá các bạn. Ui. Đầy các bạn. Đầy quá các bạn. Rồi. Gà nhá. Ui. Đây khả năng phải múc bớt nước à các bạn, không nó cứ tràn ra mất. Đấy, đây nhá, đổ hết vào nhá bạn nhá. Mình hết nhá, đổ hết nhá bạn ơi. Rồi, người chơi ta sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Đấy, bây giờ là chọn thìa nhá. Ok. Ok, ai thả trước đây? Em anh ơi. Rồi, Viễn nhá, đây con xúc xắc các bạn nhá. Rồi các bạn ơi. Rồi, thả đi. À, kia số 6. Mình nhắc bạn nhá. Ok. Số 4. Số 4 này các bạn nhá. Wow, 4 hạng thôi. Này Bách. Bách. Bỏ bài. Yeah. Số 3 đây các bạn ơi. Viễn là. Ok. Đấy là số thìa của mình. Đã chọn được các bạn nhá. Thìa số 6 các bạn à. Bây giờ chọn bao nhiêu thìa hả? Rồi ok. Thì bây giờ chúng ta sẽ đầu tiên là chúng ta sẽ múc thìa tương ớt, bột ớt Hàn Quốc này. Đấy, thả sẽ bao nhiêu cái đấy thì? Đúng rồi, nếu mà thả 5 thì sẽ múc 5 thìa. Ok ok. Hiểu, hiểu chưa? Hiểu rồi. Rồi. Rồi ok. Bách thả trước đi. Đấy. Chết rồi. Bách thả trước. Bách thả trước. Tiếp đi. Đấy. Ok. Wow, 4 thìa. Rồi, ok, Bách sẽ múc 4 thìa. Đây. 4 thìa bình thường thôi. Ấy, đầy quá, đầy quá. Rồi nữa đấy, bớt lại đi. Rồi, ok. 1 thìa. Vơi vơi thôi. 2. 2. 3. 3. Ui. Bốn. Quấy lên, quấy lên. Rồi, đặt rồi, tí tối. Quý chị em ơi. Rồi, đến anh Hoàng nha. Đấy. Hồi hộp quá ạ. Đó mà anh 6 thìa là toang ấy. Yeah. Yeah. Mày đi nhỉ? 1 thìa. Rồi ok. Rồi mở bung ra rồi. Được chưa? Bút vào đây. 1 thìa này nhá. Đấy, anh Hoàng mày đấy nhỉ? Đúng rồi các bạn. Rồi. Rồi. Rồi anh quấy đào lên. Đấy nhá bạn, đi anh. Quấy lên các bạn nhá. Đấy, tí nó xuống tự đào lên các bạn. Một thìa. Các bạn ơi, quả nó trời. 6 thìa đi to. Rồi.
May, đấy là may rồi. May đấy. Rồi. Múc đi. Mà chưa rớt. Hai chừa lại. Hai chừa lại nữa. Đặt sẹt. Rồi, đẩy vào, đẩy vào. Đấy, đây nha các bạn nha. Rồi, ok, một thìa. Tiếp. Rồi, đưa ra đi. Rồi, ok, được rồi, hai thìa. Hai thìa. Đặt sẹt. Ngang rồi, cầm lại các bạn ạ. May vì mọi người hai nhầm ạ. Ok. Bây giờ sẽ đến ớt tươi. Ớt tươi. Rồi, viễn lắc trước đi. Rồi. Đó, viễn lắc trước. Ớt tươi chúng ta phải chơi 3 xúc nha các bạn nha. Đấy, 3 cái lắc quả này. Gì? Đúng rồi, 3 lắc này. Đến được, nếu mà thả được 5 quả thì sẽ là 5 quả ớt. Các bạn ơi, từ à, tính đó, đến ớt là tính ớt, không tính thìa đúng không? Đúng rồi, không tính thìa. Ok. Hiểu chưa? Hiểu. Hiểu. Rồi, thôi được rồi. Ớt là này thì mình cho 2 xúc của các bạn nhá. Rồi, ai thả trước đây? Viễn đi. Rồi, viễn thả đi. Nào. Wow, 7 quả. 7 quả ớt. Nhặt 7 quả. Nhặt 7 quả ớt. Phải thái thái ra nha, chứ không phải thả cứ thế thả vào. 6 7. Cầm lấy tay, tí thái. Tí thái. Rồi anh Hoàng nha. Đến mình nha bạn nha. Ghê cái nồi của mình các bạn. Rồi. 6 quả mà. 6 quả ớt. 3 6 quả nha bạn nha. Rồi ok. Mày đặt đây. Wow. 8 quả. 8 quả. 8 quả nha các bạn nha. Rồi, thái ớt ra nha. Các bạn ơi, mình 7 quả ớt ra rồi, mình thái ra các bạn ơi. Rồi, cắt ra đi. Ui, gì cắt là noi. Đấy các bạn ơi. Bắn các bạn. Người cái này. Rồi. Cái này mà xuống kia. Xuống trong xuống vào. Thì nó sẽ không bị bắn ra ngoài. Rồi viết đổ vào đây đây các bạn này. Các bạn ơi. Yeah. Rồi đảo lên. Đến là mình nhá các bạn nhá. Wow. May đấy các bạn ạ. Mình này may quá các bạn ạ. Đến mình cho nhá. Của mình nhảy 8 quả anh em ạ. Rồi, đảo lên đi. Thôi đợi vung vào. Rồi. Rồi. Giờ vung. Đến Sam Giang. Ôi, ớt đã mùi cay bốc lên rồi các bạn ạ. Rồi, giờ đến được Sam Giang các bạn nhá. Đấy, Sam Giang thì cũng một cái xí ngầu các bạn ạ. Mày tung trước đây. Anh Hoàng đi. Cho anh Hoàng đi. Rồi đây anh Hoàng. Rồi các bạn ơi, giờ đến anh Hoàng nhá. Mình nhá các bạn nhá. Hai thìa. Ok, được rồi. Hai thìa cũng là may rồi. Hai thìa là may rồi đấy. Phải bỏ này ra đổ nhanh các bạn. Ok. Đấy, đây các bạn nhá. Hai thìa. Mình sẽ hớn ở đây các bạn. Rồi rồi. Một thìa. Yeah. Rồi. Hai thìa. Ok. Ok, mình sẽ tráng ở đây luôn tráng nhá. Rồi. Đây là cấp độ cay xí ngầu các bạn ạ. Đó Bách nhá. Đừng nhận đi. Nhảy nhảy ơi. Anh may nhờ. Rồi. Anh rất may các bạn ạ. Anh bạn cố em. Đấy, một thìa này ít. Rồi ok được rồi. Thôi cho lấy hết. Lốt. Rồi ok. Ừ, cái trắng này. Chắc quýt anh em ạ. Rồi. Bây giờ một viễn các bạn nha. Ok anh ơi. Rồi về tung lên đi. May nhờ. Một thìa. Viễn may đấy. Những thật thìa của viễn đi. Viễn chắc bằng 7 thìa của mình các bạn. Đấy, nào, nghiêng nghiêng đây. Đấy em ạ. Đấy anh gì. Yeah. Đúng rồi. Wow. Hai chai luôn các bạn ơi. Hai chai xong sao. Đổ vào đi. Wow. Đảo lên. Đảo lên. Cay ở cấp độ 100. Các bạn ơi, đây là lẩu sang giang luôn các bạn. Đây nhờ. Rồi ngồi xuống đi. Bún sủi lên để ăn nha. Ai là người mà chịu thua thì sẽ bị ngâm nước đá. Và ai là còn ăn hết cái lồi lẩu này sẽ được phần thưởng của mình. Nếu cả hai người hết thì mỗi người 500 đô nha. Ai da. Hiểu chưa? Rồi. Rồi chín chưa? Chín rồi. Bắt đầu. Các bạn ơi, của viễn nó sệt tướng lồi lẩu cháo ạ. Đúng rồi. Rồi. Đấy các bạn nhìn này. Mà mình nghĩ luôn các bạn lẩu ơi. Đấy, đi đặc khệt luôn bạn nhìn chưa? Đấy. Yeah. Các bạn ơi, mình gắp bớt ra bát cho nguội ăn cho nhanh các bạn. Nhanh. Rồi, ai không ăn được chịu thua nhá. Ok. Đấy. Tưởng gì chứ giải. Anh Hoàng là mấy quả ớt nhỉ? Của anh có 6 quả ớt thôi. Và mấy đĩa mấy thìa bột ớt nhỉ? Bột ớt 1.
Thế Sam Giang 2. Rồi Bách. Tuổi em rồi, Sam Giang 1. Quả ớt 8 anh ạ. Quả ớt 2 anh nhá. Đấy, cay không? Chắc là cay lắm anh ạ. Đấy các bạn ơi, 2 thìa bột ớt các bạn ạ. Đấy. Còn 1 thìa Sam Giang. 1 cái thìa của Viễn thì gấp đôi. Kinh khủng rồi. Đấy, nước lẩu nó lên này. Ghê, đỏ ngao luôn. Nước lẩu nó váng luôn các bạn. Mình nhìn đã sẵn. Ôi ơi, mình mời các bạn nhá. Các bạn được chịu thua nhá. Đấy, xem ăn như nào. Wow. Mời các bạn nhá. Hay quá. Mời các bạn nhá. Rồi, hãy ăn mạnh lên. Wow. Sao em? Cay lắm anh ạ. Rồi, cay sốc đúng không? Sốc anh ạ. Của mình cay lắm ạ. Cố lên. Đấy, Bách ăn thế nào? Cay anh ạ. Rồi. Đấy, đây là cay theo cấp độ xí ngầu các bạn nhá. Cay thế à? Cay lắm quá vừa quá. Rồi, anh Hoàng hơi to lửa, mình sẽ cho bé lại một tí nhá. Đấy, 800 thôi. Cố lên. Đấy các bạn ơi, các bạn thấy video này mình hay, nhớ like và chia sẻ ủng hộ mình các bạn nhá. Cay quá. Cố lên. Cay cả hướng mũi luôn. Rồi, Viễn là cay nhất các bạn ạ. Viễn cay từ người hộp cháo ạ. Kinh các bạn. Rồi, Viễn chịu thua chưa? Vâng quá. Rồi, cố lên. Đấy, vẫn cố được các bạn nhé. Bách cố lên. Đấy, Bách ăn thấy ngon không? Không ngon rồi anh ạ, cay lắm. Rồi. Đấy, anh Hoàng cứ lấy con ăn thịt bò các bạn nhé. Quá là miếng gà rồi. Gà dai mình ăn sau ạ. Viễn khổ hòa liên tục các bạn ạ. Chắc cay. Đấy quá. Đấy, không ăn được chịu thua nha. Không ăn được chịu thua các bạn. Cố lên. Cay học quá. Mình ăn cay rất hế, mình còn thấy cay mặc dù mình ít mà biết như này thôi. Không hiểu cái gì luôn ạ. Tao coi giật. Có biết đấy, có mày giật. Cố đi em ơi. Các bạn nhìn mồ à, mồ miết này. Ui à. Cay quá các bạn ạ. Cay quá bạn, mồ hôi à. Rồi, đấy cái lồi lẩu của Viện nó như thế này rồi các bạn ạ. Cố lên. Cay nó tê người luôn các bạn. Đấy. Các bạn ơi, trò chơi này rất là thú vị các bạn nhé. Đó nha các bạn. Anh Hoàng cũng may đấy các bạn nhỉ. Rồi Bách bọn mình thì cũng may anh em ạ. Bách ăn cái miếng gà này nó cảm giác nào? Nói dai anh ạ. Nói dai, còn bị cay, cay lắm. Các bạn ăn một cay nó nóng ạ, càng cay đúng không ạ? Đấy, Viễn là khổ nhất các bạn ạ. Mình ngay cánh nha các bạn ơi. Ok. Quay quá khổ. Mình có lấm nào các bạn. Rồi. Không dừ. Thôi các bạn, mình vớt ra trước xong tí nữa mình để ăn sau các bạn. Nó đỏ ngon các bạn ạ. Ui. Sợ ạ. Cố lên. Em nhìn đây nó lỗi mồi nồi của mình nhìn có vẻ nó trong nhất các bạn. Trong nhất rồi anh ạ. Nồi anh nhìn nồi của em khác gì cái cháo. Cháo ớt anh. Đấy, anh Hoàng ăn cũng vã rồi đấy các bạn ạ. Cố lên. Đấy. Bách cái này cảm nhận ăn lồi lẩu thế nào? Cay anh ạ. Ôi trời ơi quá. Anh hiểu nó ngon nhưng mà trông cay, cay lắm. Đấy, mùa đông này ăn cay là quá hợp lý rồi. Đấy, có tiêm filler là cũng tan hết. Ui. Đi biển. Ai à? Viên, Viên nó kẻ kẻ trông như thổ phỉ các bạn nhỉ. Ngồi thẳng lên em ơi. Mình các bạn ạ, mình làm caramel mà cái hơi bốc của nó thôi các bạn ạ. Mình cũng cay hết mắt. Cay chảy ra nước mắt đấy em ạ. Rồi. Cố lên. Bảo quá. Anh Hoàng chắc không cay đâu nhỉ anh Hoàng à. Thật cay. Cố lên.
Đây các bạn này, bách đang hơi to lửa các bạn nhá, mình mở vé một tí. Đấy, rồi. Cay các bạn nhá, đừng có đùa. À, còn mình cũng là dùng cay ở vé nhá, phải coi nhận nhá các bạn. Mình phải, tê mặt luôn các bạn. Mình phải lau cái chỗ bấm nút này đi nhá các bạn. Của vé này nó phải cay cấp độ 10 các bạn ạ. 100! 100 anh ạ! Ôi! Em lên đến não rồi anh ạ. Anh cay hợp quá ạ, cay nhờ. Các bạn nhìn này, quá cay luôn. Của anh cay không nhẹ, của em nhẹ, của biết nhặt cái bò này quá. Nó nhanh đấy, mình phải cho ăn trước các bạn. Cũng như đấy. Quá tê mặt luôn các bạn. Tê mặt luôn các bạn ơi. Rồi. Cảm giác nào em? Cảm giác nó phê anh ạ, lên đỉnh của anh ạ. Lên đỉnh rồi. Rồi, chịu thua chưa? Em chưa. Vẫn chưa các bạn nhá. Anh Hoàng chịu thua chưa? Chưa. Đấy, anh Hoàng sắp hết rồi. Còn em đi, chẳng chưa anh ạ. Rồi, bách cố lên. Không ăn được chịu thua nhá. Khả năng hôm nay anh Hoàng là dễ qua được cái lồi lẩu này các bạn nhá. Đấy. Mình ăn cay cơm mà các bạn. Các bạn công nhận mình số mình đen rồi các bạn. Làm một thìa khủng lồ. Wow. Người gặp bắn vào mắt rồi còn tím mù ạ. Đấy, cục viên nó cay các bạn ạ. Rồi. Các bạn đừng chịu thua nhá. Đấy, nó cay lắm các bạn ạ, đừng có đùa. Còn mình cay ngang của bạn biết ấy, anh em ạ. Cay mắc găng nữa các bạn. Đấy các bạn ơi, của bách nó cay nhưng mà cay nhẹ hơn của Viễn nha. Giờ mình cảm giác không dám đút vào mồm luôn các bạn. Không dám đút vào mồm à? Người thế thì ra thôi. Giờ mình phải cố nha bạn ơi. Rồi, đừng cố quá thành quá cố. Đấy, anh Hoàng sắp hết rồi các bạn nhìn này. Mình gắp vào nguội ăn cho nhanh các bạn. Rồi. Cố lên. Cố lên các em trai. Anh Hoàng cố lên. Anh Hoàng. Các bạn nhìn nhá, các bạn nhìn cái miếng thịt của anh Hoàng với miếng thịt mình á. Đấy, miếng thịt của Viễn nó sẽ đỏ hơn các bạn ạ. Cố lên. Các bạn ơi, bây giờ mình ăn bị tê mặt luôn các bạn ạ. Rồi. Viễn nó kiểu đang thẩm nữa các bạn ạ. Không thẩm rồi các bạn. Quay quá. Mồ hôi rồi các bạn. Rồi. Viễn chịu thua chưa? Ăn cưa. Vẫn chưa bạn nha. Lôi lẩu của Viễn thì nó đạt kinh khủng rồi các bạn ạ. Cưng rồi các bạn. Mồ hôi cả nước ạ. Rồi, anh Hoàng cố lên. Nhìn cái lồi nước lẩu của anh Hoàng với lại của hai người nó khác hoàn toàn nhau các bạn nhỉ? Nhìn của anh Hoàng với của em nó khác nhau. Màu anh Hoàng nó hơi nhạt các bạn nhá. Màu của Viễn thì của Khánh thì của Bách thì cũng đặc hơn so với của anh Hoàng. Của Viễn thì càng đặc hơn anh em ạ. Đấy, của Viễn thì siêu đặc rồi. Ngô. Ngô đỏ luôn các bạn ạ. Ngô đỏ rồi, luôn các bạn. Ngô đột biến các bạn nhá. Quy một mua vé mình chẳng làm vé trăng cháy môi số anh đấy em ạ. Ui, đây của vé là nước dùng thay bằng nước bằng xăng gang các bạn nhá. Rồi nước dùng của vé ăn như nào? Vé thử hút cái nước dùng à? Cái mùi vị như thế nào? Cái bát đấy em ạ. Vé đơ à? Cay quá không. Tay cứng mồm rồi vợ.
Đấy các bạn. Bẩn thế. Ừ. Mình tê mạn luôn các bạn nhá. Cố lên. Tay chân tê hết rồi, tay mình tê hết rồi các bạn. Đấy, hôm nay các bạn ạ, cảm xúc nó lưng chừng. Mỗi một cảm xúc anh em ạ. Anh Hoàng ăn thế nào? Cay mà mình vẫn ăn được các bạn nhá. Rồi. Mình cũng được các bạn. Chắc giờ này nó cũng lưng lửng bụng rồi các bạn nhỉ. Nó rồi. Đấy, mỗi người một nồi lẩu, bạn ạ, bình thường một nồi lẩu phải 3-4 người ăn. Đấy. Quán một nồi lẩu lắm ạ. Viễn sao đây? Tay vang ạ. Cảm giác cái nào? Cảm giác cơ có em tê hết mặt trong tê hết tay. Tê hết mặt luôn hả? Tê hết mặt. Ui. Mình không tay mấy mà mình cảm thấy tê hết bạn ạ. Rồi, không ăn được chịu thua nhá. Tê mặt là có biểu hiện là nó co giật rồi đấy. Ba bạn cứ nhìn cái nồi lẩu của mình khác với nồi lẩu của các bạn như nào đấy các bạn. Cái thìa của cái nồi lẩu của Viễn các bạn nhá. Đây các bạn nhìn. Một cái muôi. Các bạn đúng là cái nồi lẩu các bạn nhìn chưa? Để các bạn múc nước lên xem này. Yeah. Đặc sệt luôn. Đặc sệt luôn các bạn nhìn chưa? Đấy, anh Hoàng ăn nó cho thì tí này. Rồi. Anh Hoàng ơi. Anh có ăn của em cho tí. Không ăn được. Rồi. Của em ăn ngon lắm. Ai nhớ ăn thôi. Anh ơi. Của em ăn ngon lắm anh Hoàng ạ. Anh giờ no à. Không ăn hộ rồi. Không. Em bỏ anh hộ đâu. Mà ăn gì của mấy người cay rè các bạn nhỉ. Em có bỏ anh hộ đâu. Anh ơi. Ăn thử của em một miếng đi. Rồi, biết sao rồi. Ây. Hả? Ghê lắm rồi anh ạ. Em bảo nhá. Anh thử em một tí đi. Nếu không ăn được chịu thua nhá. Đấy, mình gắt tay đây đã ăn. Nó nguội các bạn. Tôi ngầu phải không? Đấy các bạn ơi. Các bạn thấy video này mình hay, nhớ like và chia sẻ ủng hộ mình nhá. Đấy. Ui. Quánh chơi bát luôn. Mồ hôi mình chảy đến lật rồi. Mồm rồi các bạn. Nó bỏng các bạn. Rồi. Đấy. Mình làm mình cánh. Ui. Ngô bỏng rồi đấy. Đây. Ngô ngoài hảo đấy các bạn. Ngô vừa ngoài vừa cay vậy nhá. Bao nhiêu miếng? Không có à? Ừ, em có. Thôi ăn đi. Mình chắc không bằng thế thôi anh em ạ. Cái giọng của mình quá. Ý là mình nhường anh Hoàng hết vô của mình luôn. Mình vào rồi của Viết chắc mình cũng vẳng rồi. Không ăn được. Được các bạn. Nước dùng bằng hạt giang đó ạ. Rồi. Em nhăn gọi cu các bạn nhá. Khó mặc rồi. Sao rồi. Đấy các bạn ơi. Mỗi người một cảm xúc các bạn nhé. Bách sao? Ăn giờ này nào rồi? Vừa cay, vừa lâu anh ạ. Mình ăn nồi lẩu anh em mình ăn 5 người. Chứ một mình ăn một nồi lẩu anh nó lâu lắm. Sao? Em không ăn rồi anh ạ. Chịu thua gì? Tê hết tay rồi. Cố lên vẫn còn này, ít nữa thôi. Thôi anh ạ, rồi rồi. Em cũng không anh ạ. Chịu thua gì? Rồi ra ngoài đi. Nồi của Viễn nó kinh khủng lắm các bạn ạ. Anh Hoàng tắt điện đi. Viễn bốc vào van mình biết là Viễn đùa. Rồi. Yeah. Quá kinh khủng luôn. Bây giờ chỉ còn anh Hoàng với Bách thôi. À. Đấy. Anh Hoàng sắp hết rồi các bạn nhìn này. Đây các bạn nhìn này, còn một ít thôi các bạn nhá. Đấy. Anh Hoàng sắp hết rồi các bạn nhá. Kinh khủng. Bách ăn thế nào? Cái em anh ơi, em cái chút mũi anh ạ. Rồi, chưa đến lúc co giật các bạn ạ. Lúc nào co giật mới gọi là kinh khủng. Vừa lo vừa cay các bạn ạ. Yeah. Cố lên. Đấy, bách còn rất nhiều nhá. Ui, anh Hoàng ăn canh đi. Anh ơi, chờ em nữa. Không chờ rồi. Bởi vì mình phải ăn cho nhanh để nhiều cay quá. Đấy, nhìn anh Hoàng ăn thèm rồi các bạn nhỉ. Rồi. Cay thật các bạn. Hai người ai chịu thua chưa? Ừ. Đấy, bách còn rất nhiều các bạn ơi. Cay phết đấy nhờ. Cay lắm anh ơi. Thôi bách thua đi. Em không đấu được anh đâu. Đây các bạn, bách cũng còn rất nhiều nhá. Còn nhiều thế này cơ mà. Các bạn nhìn chưa?
Bỏ chết. Đấy, anh Hoàng thì sắp hết rồi các bạn nhé. Đây rồi, trong này cũng có 3 nữa này. Rồi, cố lên. Đấy, Viễn ra rồi, giờ còn anh Hoàng và Bách thôi. Mình đã về nguội ăn nó nhanh các bạn. Các bạn ơi, nó cay quá, ăn mất hết vị ngon của gà với bò các bạn. Rồi, cố lên. Bách sao đấy? Cay lắm anh ơi. Rồi, không ăn được chịu thua nhá. Tôi ăn được thì dai đi. Đúng rồi. Cố lên. Ăn cay ở kem mình nữa, không ai vượt nổi mình luôn các bạn. Rồi. Vậy hôm nay mình may mắn mình vào ít nữa. Đúng rồi. Hôm nay anh Hoàng cũng may mắn nhá. Đấy. Chơi này hay phết các bạn ạ. Rồi, Bách không ăn được thì ra nhá. Yên ơi. Sao? Cần thua rồi, cay lắm. Thua gì? Vâng. Rồi, không cố nha. Đấy, bây giờ còn mình anh Hoàng nhá. Còn mình cố gắng thôi các bạn. Đấy, còn ở trong bát này thôi các bạn nhá. Hết rồi, caramel tắt hộ đi bạn. Đấy, anh Hoàng nay lại thắng rồi các bạn ạ. Đấy. Hôm nay mình may mắn nữa các bạn. Chứ như Viễn đánh cái thìa to đúng bằng cái thìa múc cám lợn đấy thì mình cũng chịu. Em hoàn toàn thắng các bạn ạ. Có 2 miếng ngô rồi thôi các bạn nhé. Rồi. Đấy. 2 miếng ngô này có là trẻ con ăn hết các bạn ạ. Đơn giản luôn các bạn. Nó hơi bỏng thôi các bạn nhé. Thế hôm nay anh Hoàng là người chiến thắng các bạn nhá. Đấy, kinh khủng các bạn ạ. Bảo quá. Yeah. Bảo quá, cay nữa các bạn. Rồi. Tiếp nồi của em kinh nhỉ. Đặc như là gắm lại mưa các bạn. Như là cháo ấy. Hay. Yeah, hết nhá bạn nhá. Anh Hoàng là người chiến thắng các bạn nhá.